Ê chú Bánh, mua rồi kìa. Cho nó kìa lại đi. Con ơi, mua rồi. Ê, cho tao vui với. Ê, đó, cái giọng đó. Có sao không sợ? Dạ không. Sợ, sợ. Qua đây nè, lẹ ra. Nhìn lên. Chị. Nhanh lên, để lên đi. Nhanh lên Tuấn. Dạ. Mình để ra cho nó ngồi coi. Ê, nó lên kìa. Lên nè, tụi nha. Được, ê, được không? Nhanh lên. Được, vô vô đây. Vô vô đây em. Mấy, leo lên đi, con kiểm bệnh đó. Nồi bay hết rồi lấy gì mà nấu ăn. Vô đây, vô đây, vô đây nhanh lên. Mấy, nhanh lên đi mấy. Vô, vô. Vô, vô, vô. Vô đây hạnh không? Vô đây nè, út vô. Vô nè không? Sao? Em làm quá. Anh chờ không chờ? Đáng đi, đáng đi, đáng đi. Em ráng đi, tí nữa là tạnh à. Phải chứ, chờ có người ở đây ha. Mấy đứa nhỏ nhà một mình làm sao xoay sở được chứ. Em lạnh quá chị ơi. Lạnh thiệt. Sao mà lớn quá vậy? Đúng không? Ráng đi em. Anh không? Có cái nào khô không? Cái nào cũng ướt hết rồi. Chết rồi. Thằng Sơn nó lạnh quá, giờ sao đây? Dầm mưa cả đêm, bây giờ còn mặc đồ ướt. Nó làm sao mà không lạnh? Nguyên đám ở đây ai cũng lạnh hết đó, huống chi là nó. À đúng rồi, hay là đem nó ra phơi nắng đi mé. Chỗ kia nắng lên rồi kìa. Ừ, cũng được á. Sơn, 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 bây giờ chị dắt em ra phơi nắng nha. Dạ. Anh Tôn. Hả? Anh mua đỡ phụng Sơn xuống giùm em đi. Từ từ nha. Có chừng. Có chừng té đấy nha. Lạnh quá mày ơi.
sang kia. Bữa nay mày gan quá, đi ngang nhắm dừng lại ngó nữa hả? Từ ngày không có đại ca Hùng, tao đi ngang qua đây có sao đâu. Không có đại ca, tụi mình làm bạn cũng được. Mà tụi bay ăn cái gì vậy? Bộ không tính đi làm hả? Tụi tao đang chơi thứ này còn đã hơn ăn nữa. Mày đói không? Xuống đây, tao cho mày thích cái này nè. Mỗi khi đói, mày qua chơi cái này á, là mày khỏi còn phải ăn luôn. Thứ này là thứ gì vậy? Thứ này không phải để ăn, mày hít vô mấy thôi, đã lắm. Bộ nó thơm lắm hả? Sao mày hít? Thì thử đi. Hít mạnh đi, đã lắm. Mỗi khi đói bụng á, là tụi tao hít cái này xong rồi đi ngủ, không cần phải ăn gì hết. Tụi bay có chắc không đó? Chắc chứ. Chắc chứ. Hít đi. Hít đi. Hít sâu vô. Hít mạnh vào. Hít dài một hơi luôn. Hít đi. Hít nữa đi. Hít nữa đi. Nữa đi. Đã không? Hít nữa đi. Hít tiếp đi. Nữa đi. Thấy đã không? Đã chưa? Thấy chưa? Tao nói rồi mà không tin. Đã rồi phải không? Sơn, Sơn. Sơn, sao mày ngủ dữ vậy? Mày ngủ gì mà ngủ hoài vậy? Vợ, anh của mày bỏ đói mày rồi hả? Mấy anh tao nói nằm chờ ở đây. Mấy ảnh về mua đồ ăn cho tao ăn. Coi chừng xạo đó nha. Bữa tao nghe thằng Bi nói đại ca Hùng nó băng tụi mày gần tàn rồi. Mày khôn á thì mày tự lo cho mày đi, đừng ở trong chờ ai hết á. Mày nói láo. Mấy ảnh có bao giờ bỏ tao đâu. Vậy sao mày đói bụng nằm chèo eo ở đây? Còn tụi nó có khi đang hủ tiếu ở ngoài chợ á. Nếu không có đại ca Giang lo á thì ai lo cho mày? Về với đại ca Hùng đi. Đại ca Hùng á, ảnh thấy mày như vậy, ảnh lo cho mày lắm. Uống đi, uống cho quên đời, quên đau, quên đói. Cái này đã hơn là hết keo nữa phải không? Còn phải hỏi, còn uống phải đi. Hỏi, uống đi. Ủa, sao đại ca Hùng tốt với nó quá vậy? Cho nó mấy viên lận, tao xin một viên mà không cho. Mày dám uống không? Cho má con mày không dám uống nữa. Suốt lấy của ba chàng hãng đó, không biết thứ gì đâu mà uống. Thôi đi mày. Nhanh lên đi, để tao cổng phụ cho. Xin ra coi. Anh Tôn, mình còn bao nhiêu tiền vậy? Còn có mấy ngàn à. Hả? Cái gì kỳ vậy? Đó giờ em tưởng tiền quỹ ít nhất cũng phải được mấy chục ngàn chứ. Ừ, thì mấy chục ngàn. Nhưng mà từ bữa đại ca vô tù tới giờ, rồi mưa bão nữa, có lụm chai chai được đâu. Rồi tiền mua gạo thuốc cho Hồng Sơn, ở đâu ra?
Vậy lát nó vô bệnh viện lấy tiền đâu mà đưa cho bác sĩ? Đúng rồi đó, không có tiền bác sĩ làm gì khám. Thôi được rồi, ba anh để em tính. Bây giờ anh Huy với anh Hân về nhà trước đi. Hả? Về nhà làm gì? Tụi anh sao về nhà? Ở lại đây phụ em chứ. Tại vì ở đây là bệnh viện, vô đông người người ta không cho vô đâu. Với lại hai em phải về nấu cháo với thằng Sơn nữa, chút nữa khám xong chắc chắn là đói lắm á. Vậy mày cầm nó đi. Cẩn thận nha. Vậy thôi, mẹ ở đây nha. Tao với Hưng đi trước. Đi mang về trước đi. Anh Tôn, chút nữa anh phải im lặng, để em muốn nói gì thì nói nha. Đi. Đưa xe cho tôi. Ai là người nhà của bệnh nhân? Dạ con. Rồi con đi theo cô. Ba mẹ đâu mà hai đứa đưa em vô bệnh viện một mình vậy? Dạ. Ba của con chết rồi, còn má của con thì đi bán xa. Nhưng mà cô ơi, cô cứ yên tâm đi, chắc chắn là tụi con sẽ trả tiền cho cô mà. Cô biết rồi, nhưng vấn đề ở đây không phải là tiền viện phí mà là... Là gì hả cô? Em của hai đứa bị bệnh viêm phổi cấp nặng lắm, mà các bác sĩ đang họ chẩn bệnh. Mà sao mấy đứa để tới bây giờ mới đưa em vô bệnh viện vậy? Dạ, tại vì tụi con tưởng đâu em bị sốt bình thường, cho nên ra tiệm mua thuốc cho em uống. Không ngờ không có khỏi, mà càng ngày càng nặng hơn nữa. À, mà cô ơi, em của con có bị nặng lắm không cô? Ừ, nặng lắm. Mấy con về điện thoại cho mẹ liền đi, hay là kêu người lớn lên liền cũng được. Dạ, cô ơi, nhà tụi con á, không có người nào mà ngoài anh em tụi con hết á, mà mẹ con không có điện thoại, cho nên... Thôi cô ơi, cô ráng chữa cho em con đi, chắc chắn là con sẽ trả mà, mẹ con chắc chắn sẽ trả cho cô mà. Cô biết rồi, thôi hai đứa ra ngoài lo cho em đi, nhớ tìm cách báo tin cho mẹ biết nha. Dạ cô dạ. Ơi, cô chữa lành cho em con nha. Rồi rồi, cô biết rồi, thôi hai đứa ra ngoài đi. Dạ thưa cô con đi. Thưa cô con đi. Đói quá tụi bay ơi. Hay là để tao đi móc thử coi. Mày ra. Mày ra cái đầu mày á. Công an nè, bảo vệ nè, đứng đây trong chợ đó, đã vậy cái mặt mày còn quen nữa, vô đó là bị bắt liền á. Chứ không lẽ ngồi yên chờ chết, mấy cô y tá lại kêu đóng viện phí, còn mua nước biển truyền cho thằng Sơn nữa đó. Mấy thuốc đó hiếm lắm, trong bệnh viện không có. Móc túi làm sao mấy anh dạy cho em đi. Dạy em chi? Em ít vô chợ, mấy chú công an cũng không biết mặt em. Với lại em móc dễ hơn là mấy anh móc. Không được, đại ca cấm tuyệt đối rồi, em không có được móc túi. Đúng đó, đại ca nói vậy đó. Nhưng mà lúc này đại ca đâu có ở đây đâu, em không thể nào đứng nhìn mấy anh chết đói được. Thằng Sơn nó đang cần tiền nữa. Với lại bây giờ đại ca đâu ở đây đâu, móc một lần thôi đại ca không biết đâu. Mấy anh dạy cho em đi, móc túi có khó không? Thật ra thì cũng không có khó lắm, chỉ cần mình gan, phải có nguyên một băng mới móc được. Thứ nhất phải có người để móc túi, thứ hai phải có người làm việc gì đó cho người khác chú ý. Đứa này móc xong phải chuyển cho đứa khác để phi tan. Khi chuyển được phải có đứa đứng ra nói chuyện, hỏi chuyện gì đó để họ đừng nghi. Nói chung ít ra phải có 4 đứa. 4 đứa? Tụi mình đủ rồi nè, mấy anh chỉ cho em đi. Đủ một băng, nhưng mà quan trọng á là đại ca không có cho. Trời ơi, mấy anh phải tin em chứ, không lẽ bây giờ ngồi đây chết đói nhìn thằng Sơn chết trong bệnh viện hả?
Lần này thì tôi không nghe lời anh được nữa. Cải tạo tại chỗ bao nhiêu lần rồi mà có tác dụng gì đâu. Dân họ phản ảnh là tụi nó ngày càng lộng hành, ngang nhiên móc túi giữa chợ, thậm chí cá giật dây chuyền một cách công khai. Chuyện này tôi biết, nhưng không phải do nhóm Thanh Giang làm, mà là nhóm của Hùng. Nhóm nào cũng vậy thôi. Thằng này đã nhận tội ăn cắp đành đành ra đó. Anh còn bên tiệm được sao? Tôi đã quyết định sẽ đưa thằng này vào trại giáo dưỡng. Vậy còn đám đàn em của nó, anh tính sao đây? Sẽ đưa các em vào máy ấm. Tuấn à, mình cũng như cậu, không thù ghét gì các em đâu. Nhưng cần phải như vậy, không thì làm sao mà chấm dứt được tệ nạn chứ. Thôi được rồi, vậy thì cứ theo ý của anh đi. Tôi sẽ lập hồ sơ, sáng mai đưa Thanh Giang vào trại giáo dưỡng. Họ sẽ đưa mình vào tù sao? Rồi còn đưa các em vào mái ấm nữa. Không, các em chính là gia đình của mình mà, không ai có thể tách rời được. Không thể như vậy được. Mẹ, Sơn, Tân, mày đưa đồ hết rồi. Sơn, Quy, Tân, anh Giang về rồi nè, ra đi. Tao nghĩ mày không cần phải mất thời gian đi tìm nữa đâu. Tụi nó đã lên đồn công an hết rồi. Mày nói cái gì? Tao nói rồi, thằng nào đụng tới thằng Hùng này á thì cũng sẽ không có kết cục đẹp đâu. Mày thấy rồi đó. Mày nói vậy là mày chính là đứa ăn cắp máy cassette rồi bỏ vô phòng công an, đúng không? Tất nhiên. Tao chỉ tiếc á là bây giờ mày mới biết, hơi muộn đó. Tụi con Mén đâu rồi? À, còn con Mén, tao quên nữa, con Mén yêu thương của mày á, nó bị công an bắt tại trận là đang móc túi, nên bây giờ tao nghĩ là nó đang ở cái chỗ mà mày mới vừa trốn ra đó. Còn cái đám kia, nó đang trên đường tới mái ấm tình thương rồi. Thay vì mày trách tao á thì mày nên cảm ơn tao đi, tại vì tao đã chút bỏ bớt gánh nặng cho mày rồi còn gì nữa. Cảm ơn hả mày? Còn một tin nữa, tin này mày nên biết. Thằng Sơn, em ruột của mày đó, bây giờ nó đang nằm cấp cứu kìa. Nếu mà mày muốn gặp mặt nó lần cuối á, đừng nên mất thời gian với tao nữa. Mày nói cái gì? Hả? Tao nói mày nghe không rõ hả? Em mày sắp chết rồi. Tình hình không tiến triển chút nào hết. Mẹ thằng bé vẫn chưa về sao? Không thấy luôn. Mà anh chị của nó hôm qua tới giờ cũng không thấy luôn. Chắc là nhà nó nghèo quá. Mẹ nó tới nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục nhập viện cho nó nữa. Tôi thấy chắc vậy quá. Mấy anh em nó tội nghiệp lắm. Toàn xuống canteen đi cơm từ thiện không à. Chị cho em gửi. Nhiều chị, 45.000 cho gửi nè. Dạ. Bữa nào chị ghé ủng hộ em không nha. Cảm ơn chị nhiều nha. Cướp, anh Cướp, anh Cướp, anh Cướp. Lại mày, đứng đây, đứng đây, anh Cướp. Thưa quan tòa, tôi xin hết. Mời cô Sĩ Phương về chỗ. Dạ. Thưa quý tòa, vì một hiểu lầm không đáng có nên thân chủ của tôi đã mất phương hướng. Từ một công dân
Lương Thiện đã trở thành một tướng cướp. Tuy nhiên, với bản tính hiền lành, lương thiện, thân chủ của tôi đã biết giữ mình, không sa đà vào tội ác. Động cơ cướp của không đê hèn, mục đích muốn giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ có hoàn cảnh giống mình để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Với tổng số tiền cướp là 750 triệu, thân chủ của tôi đã được các máy ấm chung tay trả lại cho các nạn nhân để khắc phục hậu quả. Và thân chủ của tôi đã được các nạn nhân cùng đồng loạt ký đơn bãi nại để xin được giảm nhẹ tội danh theo khoản 2 điều 46 của Bộ luật hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì được coi là tình tiết giảm nhẹ. Kính mong quý tòa xem xét cho thân chủ của tôi. Vậy thì thân chủ của tôi có cơ hội làm lại cuộc đời. Bị cáo được phép nói lời cuối trước khi tòa đi vào nghị án. Thưa quý tòa, như mọi người được sinh ra và lớn lên trong cuộc đời, tôi không bao giờ mong muốn mình trở thành một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, bị mọi người xa lánh. Tôi mong muốn mình có mẹ, có cha, có tình thương như mọi người, ngày hai buổi cấp sách đến trường. Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn chúng tôi dè biểu, lạnh lùng. Tôi muốn có một cuộc sống bình thường như mọi người. Một cuộc sống giản đơn, bình dị, có vợ, có con. Nhưng mà những điều tưởng chừng bình thường đơn giản với tất cả mọi người lại là những điều quá xa lạ đối với chúng tôi. Những đứa trẻ bất hạnh, những thân phận đơn côi, nghèo khổ, phải chơi vơi giữa dòng đời, phải tự lực cánh sinh, mưu cầu sự sống. Chúng tôi phải tự lèo lái con thuyền của mình mà không biết nơi đâu là bến bờ. Và chúng tôi phải chơi vơi giữa muôn ngàn cám dỗ. Có những con thuyền may mắn hơn được cập bến an toàn, còn đa số chúng tôi, những con thuyền phải va vào vách đá và vỡ tan ra hàng trăm mảnh. Thưa quý tòa, hôm nay tôi đứng đây được quý tòa cho phép nói lời cuối cùng. Tôi thấy mình thật may mắn. May mắn vì ông trời đã dung rủi tôi trên bước đường đời gặp được em Mén. Em Mén như là một điểm sáng soi rọi vào cuộc đời đen tối của tôi. Và may mắn hơn nữa, trên bước đường của cuộc đời, tôi gặp được ông lái đò đã cứu tôi ở trong đêm thập tử nhất sinh. Ông không chỉ cứu tôi một mạng mà còn cứu rỗi linh hồn của tôi. Nhờ đó, tôi không trở thành một tên cướp hung tàn, khát máu. Tôi rất hối hận vì thấy mình nông cạn, không tìm hiểu rõ cái chết của em mình. Vậy mà tôi đã trút mọi tội lỗi lên đầu của anh Tuấn. Từ đó đâm ra, tôi hận hết những người mặc quân phục công an. Từ đó, có những hành động chống đối vô cùng nông nổi. Thưa quý tòa, nếu quý tòa cho tôi một điều ước, tôi không ước muốn cho riêng tôi đâu, mà tôi chỉ ước muốn cho những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, bụi đời, mồ côi, mong cho các em có được một mái ấm. Nếu như không có được tình thương của cha, của mẹ, thì chí ít ra cũng có được tình thương của cộng đồng, của xã hội. Xin mọi người, mọi người đừng ghét bỏ, đừng xa lánh chúng tôi. Tôi tin rằng
Nếu có được tình thương thì những cảnh tinh, Hùng Què, Tùng Sẹo, Tư Hoành sẽ được thay thế bằng những sĩ phương, những thiên tân, những kim quy và Khải Hưng. Đại ca, đại ca, mời anh xuất trình giấy tờ. Dạ, chào các bộ. Cảm ơn các bộ. Đại ca, đại ca, thiệt tình. Kim Quy, đại ca, đại ca. Chỉ có hai em, còn Khải Hưng với Sĩ Phương đâu? Chỉ có tụi em thôi. Lên xe đi đại ca. Đại ca, đại ca, hình như đại ca không được vui. Vui chứ, được ra tù ai mà không vui. Lúc tòa phán 5 năm cho đại ca, em cứ ngỡ là thời gian sẽ lâu lắm. Nhưng 5 năm đã trôi qua rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Nhanh thật. À, đại ca biết không, sau vụ của đại ca, thiên tân nhà ta nổi tiếng như cồn vậy đó. Bây giờ người ta đã là đại luật sư rồi. Lúc nhỏ nó mơ ước được trở thành một luật sư danh tiếng, không ngờ bây giờ được trở thành hiện thực. Ủa đại ca, anh có dự định gì không? Cũng chưa. Chắc trở lại nghề cũ, bốc vác kiếm sống qua ngày. Hồi nãy giờ em không nghe đại ca nhắc tới Sĩ Phương nha. Anh biết không, bây giờ hả, cô ấy đã ra trường và làm bác sĩ rồi đó. Thôi, nhắc làm gì. Anh cũng không muốn làm Sĩ Phương khó xử đâu. Với lại anh với cô ấy đâu có xứng. Vậy thì bây giờ thử coi Sĩ Phương khó xử như thế nào. Trời ơi. Đại ca. Khải Hưng. Trời ơi, hai ông làm gì mà như rùa bò vậy? Trễ lắm rồi nè. Trời ơi, kẹt xe cha. Ủa, mấy đứa kéo anh đi đâu vậy? Dạ. Tụi em có món quà bất ngờ dành cho đại ca. Dạ, đi, đúng vậy đại ca. Đi đại ca. Mọi người. Và bây giờ, không để tất cả mọi người phải chờ đợi lâu hơn nữa, tôi xin trân trọng giới thiệu với mọi người giám đốc mới của máy ấm Cung Trời Ước Mơ. Và ông Mai Hữu Châu là Mạnh Thường Quân đã đóng góp số tiền 750 triệu đồng. Xin mời Chủ tịch Hội đồng Quản trị lên tặng quà và có đôi lời phát biểu. Đại ca, mặc áo của em vô đi, cho đẹp trai. Khoan đã anh. Anh chải đầu đi, như vậy mới giống người đàng hoàng. Cảm ơn em. Mời anh. Dạ, chào ông. Đại chào ca. Anh. Anh có nhận ra tôi hay không?
tôi thấy hơi quen quen. Không phải là quen mà quá quen đi chứ. Tôi là một trong những nạn nhân mà anh đã vô nhà uy hiếp cướp đi 50 triệu đó. Anh nhớ không? Tôi... Dạ, tôi thành thật xin lỗi. Bữa nay tôi không phải đến để bắt lỗi anh đâu. Tội lỗi của anh thì luật pháp đã trừng trị rồi. Bữa nay tôi đại diện cho 12 trong số 15 người đến đây để trao cho anh quyết định quyền giám đốc mái ấm khung trời. Mái ấm khung trời. Phải. Để đấy con. Lời phát biểu của anh trong phiên tòa đã khiến chúng tôi suy nghĩ rất nhiều. Sau khi họp bàn, chúng tôi đã đi đến quyết định trao tặng toàn bộ số tiền bị cướp mà anh đã trả lại để xây dựng nên mái ấm khung trời, coi như phần nào thực hiện mơ ước của anh trước phiên tòa. Tôi hy vọng từ mái ấm khung trời này sẽ có nhiều sĩ phương, Thiên Tân, Khải Hưng và Kim Quy như anh đã từng phát biểu. Xin cảm ơn. Tôi cảm ơn mọi người. Tôi có nằm mơ chăng? Anh ơi, anh không nằm mơ đâu. Quyền quyết định anh làm giám đốc đã được ký rồi. Chúc mừng. Và bây giờ tôi xin được mời tất cả những nhân viên chính thức của mái ấm khung trời bước lên sân khấu. Xin mời. Dạ, cảm ơn. Đại ca, đại ca làm giám đốc nhớ chiếu cố 21 nha. Chúc mừng con. Má. Đại ca ơi, nhìn vợ em nè, có bầu rồi, con trai luôn. Thằng giám đốc nè, em sẽ là bác sĩ của mái ấm. Không biết là giám đốc có chê em không ta? Làm sao mà anh dám. Cố lên, mọi người ủng hộ con đó. Chồng em đúng đó đại ca. Bây giờ sao? Bây giờ tháo ra dán lại đúng không? Ê sĩ, cái này đám cưới đại ca không phải đám cưới tôi. Thôi mệt quá. Trời, dán đi, tranh thủ nhìn nhanh đi, đại ca sắp về tới rồi kìa. Trời, đại ca về tới rồi kìa. Chưa có xe để đi. Làm nữa, bỏ xuống đi. Đại ca về đi, lên đây làm gì? Nhanh lên. Đang dán mà. Tới chưa em? Chắc là sắp tới rồi. Tới rồi kìa. Trời ơi, xinh quá ta. Dạ, cô dâu đẹp quá. Má. Má, má sướng nha. Bây giờ má có thêm hai đứa con, hai nàng dâu luôn. Mai mốt á, tha hồ mà má bọc cháu luôn nha. Cái thằng này. Căn phòng trọ này bắt đầu từ hôm nay má chính thức cho con. Con không phải trả tiền phòng nữa. Dạ, dạ không được đâu má. Sao lại không được? Đã gọi là nhận má đi. Con rồi thì phải nhận chứ. Nhận đi má. Trừ khi là nhận mày đi. Ngại phải chăm sóc bà già này đến cuối đời thôi. Dạ. Dạ con không có sợ, nhưng mà con được nhận má làm má, rồi được chăm sóc cho má, đó là hạnh phúc lớn nhất đời con rồi đó má. Vậy thì nhận đi nè. Nhận đi anh. Đúng rồi anh. Nhận đi anh. Nhận đi, nhận đi. Ở chung với em mới nói vậy thì dạ con xin nhận. Wow. Dạ má. Nhưng mà nói trước nha, má không được thiên vị ảnh, má phải thương con nhiều hơn đó. Nhớ vậy. Trời ơi. Cái thằng này đứa nào má cũng thương hết trơn á. Đại ca, xong rồi, phòng em đã chuẩn bị xong hết rồi, có thể động phòng bất cứ lúc nào. Nói bậy không à, cái ông này. Tôi không hiểu sao ông có thể nói cho học trò nghe được, lúc nào cũng láo táo như con nít vậy. Dạ thưa má, má cho con hỏi thủ tục đám cưới xong hết chưa vậy má? Xong hết rồi. Nếu mệt á, con có thể đưa vợ con vô phòng nghỉ ngơi. Biết ngay thế nào đại ca cũng đóng ruột cái chuyện đó mà. Đại ca đàng hoàng chứ không phải ham hố như anh đâu. Ai biết được, đàn ông ai cũng như ai thôi, như anh nè. Dạ thưa má,
Nếu như thủ tục đám cưới xong hết rồi thì con xin phép má cho phép con được phân xử ân oán giang hồ. Ủa? Trời. Ân oán giang hồ? Ân oán gì nữa? Dạ. Gì vậy? Ủa đại ca, gì nữa ta? Cái gì mà ân oán giang hồ nữa? Thôi đại ca ơi, có chuyện gì bỏ qua cho rồi. Đúng rồi. Đêm xuân một phút đáng ngàn vàng mà, đúng không? Ừ. Đúng rồi đó con. Thằng Hưng nó đúng đó. Xí xóa hết đi. Đúng rồi đó. Dạ không được đâu má. Dạ con, con mời má và mọi người ngồi xuống. Con nhất định phải phân xử, nếu không thì con thấy ấm ức lắm má. Có chuyện gì vậy? Không biết. Thiên Tân. Dạ. Hải Hưng. Hiểm Quy. Ba đứa ra đây. Ra đi. Ê, ra kìa. Có chuyện gì vậy? Dạ đại ca. Dạ đám đại ca. Cưới mà đại ca kêu tụi em ra làm gì vậy? Dạ đại ca kêu em. Tụi bay còn nhớ luật không? Dạ nhớ. Phạm luật thì xử sao? Dạ phạm luật thì xử rồi. Ui. Được rồi. Ba đứa nghe tao hỏi đây. Dạ. Trong lúc tao đi vắng, tao nghe nói ba đứa đã tán tỉnh chọc ghẹo con bén, có đúng không? Trời. Đứa nào? Đứa nào mét đại nè, ca vậy? Vậy? Thằng này, thằng này. Không phải, không phải em nha. Mày điên hả? Nè, chối hả? Tao có, tao ngu sao tao mét quá. Ê, còn chối nữa. Em, đại ca ghen rồi kìa. Thế nào hôm nay cũng chết ba đứa nó à? Ba anh á, khỏi có thắc mắc. Là em mét với đại ca đó. Hả? Em chơi cái trời gì ơi, kỳ mén ơi. Sao tự em chơi kỳ vậy? Sao mét đại ca vậy? Chết anh rồi. Nhưng mà đâu có phải là mét. Là em khoe. Em khoe là mấy anh thương em lắm. Lễ tình nhân năm nào cũng hoa hồng, cũng sô-cô-la, rủ em đi uống nước, rồi cầu hôn em. Ông đó. Có đúng không? Dạ. Anh lại em. Em làm ơn, em đừng có nói nữa. Em nói nữa, đại ca nghe được, đại ca giết anh bây giờ. Khải Hưng. Trời ơi. Dạ. Tội tán tỉnh người yêu của đại ca, phạt bao nhiêu rồi? Dạ, đại ca, hình như cái này trong luật không có ghi à. Ờ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi đại ca. Giỡn mặt hả? 20 rồi. 20 rồi đó đại ca. Mấy em. Lấy rồi ra đây giùm anh. Dạ. Thôi. Trời em. Em à. Rồi đây. Hả? Ê, trời ơi. Thôi. Con lấy cái cây bự như vậy làm sao tụi nó chịu nổi? Gãy xương sống tụi nó hết rồi làm sao? Không sao đâu má ơi. Không sao. Trời ơi. Bây giờ anh mới biết em ác vậy á. Đại ca. Đánh đi đại ca. Cúi xuống. Đánh nhẹ thôi nha đại ca. Đại ca ơi. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Bộ tính đến thiệt ba người hả? Cúi xuống. Dạ. Dạ. Ui da. Đại ca, nó tự đi theo em. Em không có biết cái gì hết đó. Nằm xuống. Hai tội cộng lại đúng 15 rồi. Mày còn gì để nói không? Dạ không. Được rồi. Vậy thì bây giờ mày chuẩn bị chịu phạt đi. Dừng lại. Không được đánh. Uống ra. Không. Đại ca. Đại ca. Anh đừng có khóc. Anh muốn đánh thì đánh cho thiệt mạnh đi.
tụi em không có sao đâu. Đại ca, tụi em không có cố ý đâu. Tại tụi em cứ tưởng là đại ca đã chết rồi. Tụi em không có dám làm như vậy nữa. Từ nay tụi em không dám yêu chị Hai Mén nữa đâu. Đại ca, đại ca đừng có giận tụi em nha. Anh đâu có giận tụi em, anh chỉ giỡn thôi. Anh làm sao mà giận ba đứa cho được. Trời, đại ca giỡn hả? Là giỡn thôi. Anh muốn thử xem anh còn có quy để làm đại ca tụi em nữa không. Đại ca đương nhiên là thừa quy với tụi em rồi. Nhưng mà đại ca cứ giỡn như vậy hoài, chắc có ngày tụi em đứng tim chết hết quá. Em biết ngay á, là đại ca không bao giờ đánh ba anh, cho nên em mới cố tình kiếm cây roi to như vậy để hù ba anh đó. Hay quá ha. Em cũng ít ác quá ha. Thôi được rồi, lần này là lần cuối. Từ nay không đại ca, không bao lực nữa. Mọi người cứ gọi anh là Cảnh nha. Anh muốn được hòa nhập, được giống như mọi người. Tưởng chuyện gì với chuyện này là chuyện nhỏ. Đại ca. Cái gì? Anh Cảnh, anh Cảnh số 1. Anh Cảnh số 1. Anh Cảnh số 1. Không đi. 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 Không đi.